Thật sự mà nói là khi mà bước từ trên sân đó, trên sân khấu, đi xuống phía dưới, đứng lên trong vòng tay của các bạn, nhìn nổi hết cả da gà bởi vì những gì mà các bạn dành cho Nhi trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều mọi người một lần nữa. Rồi, trước khi mà buổi tối ngày hôm nay Nhi đến đây á, thì Nhi có đọc khá là nhiều những cái bình luận của các bạn rằng là buổi tối ngày hôm nay chắc là chị Nhi mắc tay lắm thôi. Ngày hôm nay chắc là chị Nhi đứng một chỗ thôi. Chứ bây giờ mình đang bầu bì thì làm sao mà nghĩ được, đúng không? Nhi phải đọc hết. Bây giờ mình cứ giải bắt con nghe gì? Oh,
đoàn ạ. Xin xin mời chị lá lại sân khấu một chút để nhận những bó hoa tươi thắm và thay cho lời cảm ơn của các bạn từ trước ạ. Cảm ơn rất nhiều. Chị vẫn dành thời gian ghé thăm chương trình và đặc biệt là chị còn quẩy rất nhiều, rất là hết sức, cho nên thay lời tất cả mọi người ở đây em sẽ được gửi đến chị một lời chúc sức khỏe cũng như là chị là mẹ để sống mà là để có hạnh phúc nên nhiều. Dạ, và ngay sau đây thì xin mời đồng chí Nguyễn Trung Dương, Phó Bí thư Đoàn Trường Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chúc tiến lên sân khấu chào bóng hoa tươi thắm kỷ niệm chương và thư cảm ơn cho ca sĩ. Thì tất cả mọi người, một số các